Ông Peter, ông lại đi chăn cừu đó à? Vâng ông Henry, sáng nào cũng vậy. Tôi làm nhiều bánh kẹp hạt dẻ, ông cầm lấy mà ăn trưa này. Cho tôi nhiều thế, cảm ơn ông. Này chắc tôi phải về muộn chút, tranh thủ thu hoạch lúa cho xong, chín cả rồi. Chắc vài hôm nữa xong hết nhỉ? Khi đó qua nhà tôi, ta lại làm cốc espresso nóng nha. Tôi có nhiều chuyện muốn kể với bác. Vâng, nhất định rồi. Thôi, tôi đi đã nha. Ngon quá. Bánh kẹp hạt dẻ nhà ông bạn Peter lúc nào cũng ngon nhất làng. Ăn miếng bánh vào mà thấy khỏe cả người. Tội nghiệp ông Peter, mới đây còn khỏe mà giờ đã mất rồi. Chị nói gì cơ? Ông Peter, ông ấy... Bác Henry, cháu tôi vừa mang nước từ trong làng ra. Nó nói là ông Peter mất rồi, người ta vừa đưa về nhà. Sao có thể như thế được? Vừa ban sáng, ông ấy vẫn còn gặp tôi, còn vui vẻ mời tôi một vài hôm nữa qua nhà ông ấy chơi cơ mà. Sao có thể? Thấy thằng cháu tôi vừa mang nước ra nói thế, chắc nó không bịa đặt đâu. Giờ đúng là không gì không thể xảy ra cả. Ông Peter, ông Peter, sao ông lại đột ngột bỏ tôi như vậy chứ? Ông Peter. Thật là không thể tin được. Nghe nói ông ấy đang đưa cậu lên núi, bị trượt chân ngã sao ấy, thế mà đi luôn. Cuộc sống này đúng là không thể nói trước được cái gì. Vừa ban sáng còn khỏe mạnh mà giờ đã về với tổ tiên. Mấy ngày hôm sau, trà uống đã xong rồi, bánh hạt dẻ cũng đã ăn xong. Giờ ông đi theo tôi tới một nơi nha. Tới một nơi ư? Đi đâu vậy ông? Cứ đi đi, rồi ông sẽ biết. Đừng mà, đừng đưa tôi đi đâu cả. Không, ông phải đi cùng với tôi. Không, tôi không muốn đi đâu hết. Ông Henry, ông làm sao vậy? Tôi lại gặp ông Peter trong giấc mơ. Sao mấy nay ông hay mơ về ông Peter vậy? Có lẽ tôi sắp chết rồi. Đây là điềm báo đó. Cái ông này nói gỡ gì vậy? Ông khỏe mạnh bình thường, chả có bệnh tật gì. Chết làm sao được mà nói linh tinh. Ông ấy nói là sắp đưa tôi đi. Người mới chết họ thiền lắm. Vớ vẩn, ông đừng có nghĩ ngợi linh tinh. Chắc là ông thương ông ấy quá nên ba ngày hay nghỉ ngơi, tối nằm mơ thôi. Nào, giờ ông ngủ đi, ngày mai còn phải ra đồng nữa đấy. Quái lạ, bình thường có thấy nhà bác ấy ở nhà bao giờ đâu, mà hôm nay vẫn thấy mở cửa thế kia. Bác Henry, sao giờ này bác vẫn ngồi đây, mà mấy nay nhìn bác khác quá. Dạo này tôi thấy mệt mỏi trong người, chả thiết tha làm gì cả. Lạ nhỉ, trước bác khỏe lắm cơ mà, có bao giờ thấy bác kêu ốm gì đâu. Có lẽ tôi sắp chết, có lúc thở còn chả ra hơi. Cái bác này, sao bác bị hoang thế cơ chứ? Có bệnh thì đi khám rồi chữa trị, chứ không nên lo lắng quá. Đấy, từ ngày ông Peter mất, ông nhà tôi hay gặp ác mộng. Lúc nào ông ấy cũng sợ ông bạn Peter mang ông ấy đi, chứ có bệnh tật nào đâu. Bác Dudin, bác có cách nào giúp ông nhà tôi không? À, tôi có cách này. Cách gì? Bác thử tìm đến nhà thông thái Berwick ở làng bên để hỏi xem. Ông ấy tiên tri rất giỏi, biết đâu giúp được bác đấy. Nhà thông thái Berwick ư? Sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Được, để tôi thử xem sao. Chào ngài Berwick thông thái. Tôi lặn lội từ làng bên đến đây, xin ngài giải đáp cho tôi câu hỏi đang đè nặng trong đầu tôi bấy lâu nay có được hay không? Ông có thắc mắc gì thì cứ hỏi đi, ta đang nghe đi. Xin cho tôi hỏi, bao giờ thì tôi chết ạ? Sao tự dưng ông lại đi hỏi chuyện sống chết vậy? Kể từ khi ông bạn thân của tôi đột ngột qua đời, đêm nào tôi cũng nghĩ đến cái chết.
Có lẽ là ông ấy cũng sắp dắt tôi đi rồi. Thế là ông đang chờ chết đó ư? Thì tôi biết làm gì bây giờ chứ. Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Vậy nên tôi đến đây để hỏi ông để biết được chính xác bao giờ thì tôi chết. Ông bạn, ông linh cảm đúng đấy. Từ giờ ông phải thật cẩn thận nha. Bởi vì chỉ sau 3 cái hắt hơi, ông sẽ chết. Ông nói sao? Chỉ 3 cái hắt hơi là tôi sẽ chết ư? Ông nói thật chứ? Đúng rồi, ông về nhà hãy cẩn thận. Cố gắng đừng để bị hắt hơi. Có như vậy, ông mới giữ được mạng sống. Làm sao để không hắt hơi bây giờ đây nhỉ? Con gà chết tiệt kia, sao mi bới hết bột mì tung tóe thế kia? Giờ mình mà chạy đến đuổi chúng, bột mì xịt lên mũi kiểu gì cũng hắt hơi. Thôi đành kệ bọn chúng vậy. Thôi chết rồi, vậy là mình đã hắt hơi một lần rồi. Chỉ còn 2 lần nữa thôi là mình sẽ chết. Thôi, ngày mai cứ nằm trong giường cho an tâm. Đau quá. Ui da, cái tay của tôi đau quá. Ông Henry ơi, làm gì trong đó đấy? Ra đây giúp tôi một tay nào. Có chuyện gì thế? Tôi bị ngã sưng cả tay rồi, mà cần phải xay bột để lấy cám cho đàn vịt. Ông giúp tôi nhé. Để ít bữa nữa có được không? Giờ tôi e là... Hay cái ông này, cần phải xây luôn để còn lấy cám nấu cho vịt. Chiều tối mà không có là chúng kêu ngủ lên đấy. Ông làm luôn đi nha. Thôi được rồi, bà cứ để đấy. Ông làm luôn đi nha. Tôi chạy sang nhà bà ngoại, nhờ bà nay mai qua nhổ hộ chút cải thảo. Chứ tay tôi thế này thì chịu chết, chả làm gì được. Dùng cái này để che mũi vào mồm chắc là ổn, đỡ hít phải bột. Khăn này có mùi gì mà kinh thế nhỉ? Trời ơi là trời, vì nó mà mình lại hắt hơi lần thứ hai rồi. Chỉ còn một lần nữa thôi. Biết tránh bằng cách nào đi, chả lẽ sống chết có số. Lại lũ gà nhà ông U Định chạy sang đi. Mình mà không đuổi chúng thì chúng mổ hết thúng bột mất. Không được tới gần, chỉ đứng đây thôi. Đi ra lũ gà chết tiệt đi. Cả thửa ruộng mới thu hoạch được thúng bột ấy, vậy mà bọn chúng cứ nhào đến mổ lấy mổ để thế kia. Lấy bột đâu nấu cho vịt nhà mình chứ. Đi ra. Lần thứ 3 rồi sao? Sao mình thấy mờ mắt, khó thở thế này. Henry, chúng ta đi thôi nào. Henry. Sao ô lũ lợn, lũ gà nhà ta, tưởng là sống đi đâu, hóa ra là tràn sang đây phá phách hay sao? Ôi, đau quá. Ôi, bác Henry, xin lỗi đã quật nhầm vào bác, nhưng mà sao bác lại nằm đây? Ôi, tôi chết rồi cơ mà. Sao lại chết? Bác nói gì lạ vậy? Thì tôi đến gặp nhà thông thái, ông ấy có nói là nếu như tôi hắt hơi 3 cái thì tôi sẽ chết. Đúng lúc hắt hơi 3 cái, tôi nghe thấy tiếng Peter gọi. Vậy mà tôi vẫn đang nói chuyện với anh. Thật là kỳ lạ, làm gì có chuyện hắt hơi 3 cái mà chết được. Chuyện này có lẽ nhà thông thái phỉnh lừa bác chăng? Bác nên làm cho ra nhẽ. Được, tôi sẽ đi gặp ông ta ngay bây giờ. Ngài Beric, tôi tin tưởng ngài vậy, cớ sao ngài lại lừa bịp tôi? Ngài nói tôi sẽ chết sau 3 cái hắt hơi, vậy mà tôi chẳng đang đứng sợ sợ trước mặt ngài đây sao? Ồ, thế ra ông vẫn còn sống đó sao? Tôi tin tưởng ngài nên lặn lội đến để nhờ cho lời khuyên. Vậy mà, ngài có biết tôi ăn không ngon ngủ không yên không? Ngài định đem tôi ra làm trò đùa à? Ta đâu muốn nói dối ông đâu. Chẳng qua là ông hỏi khó quá. Chính ta, ông hay bất cứ ai đều không thể có câu trả lời. Trên đời này chẳng ai biết được cái chết sẽ đến lúc nào. Thế mà thôi, đã có lúc tôi nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi. Ông đừng để những lo lắng hay nỗi sợ hãi bào mòn sức khỏe và tinh thần.
thay vì luôn lo sợ và nghĩ đến cái chết. Hãy sống vui vẻ, bình thản và lạc quan. Đó là cách duy nhất kéo dài tuổi thọ. Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi cảm ơn ngài nhiều. Thế là từ đó, ông Henry luôn sống vui vẻ, lạc quan. Ông lại chăm chỉ công việc đồng án không ngơi nghỉ như trước đây. Lời khuyên của mẹ. Con xem lại nào, giấy nháp đâu? Không gạch xóa như vậy. Nhưng bài này khó. Con phải động não một chút chứ. Tự làm đi nhé, chốc bố kiểm tra. Anh nói với con nhẹ nhàng thôi, đừng làm thằng bé sợ. Thằng bé học hành càng ngày càng chến mãn, nói nhẹ nhàng suốt mà nó đâu có nghe đâu. Sắp tới giỗ cụ, em nhớ thu xếp công việc ở cơ quan, cuối tuần về nội đấy. Vâng, em sẽ cố thu xếp. Mà anh này, tối mai vợ chồng mình cho con đi dự lễ hội lồng đèn nhé. Em được phát mấy cái vé vào cửa. Thôi, em thích thì cứ đi, anh bận rồi. Sao thế chị? Chán quá à. Có chồng mà cũng như không em à. Muốn hâm nóng chuyện vợ chồng chút mà anh Thành nhà chị cứ thờ ơ, chả quan tâm gì cả, chán không cơ chứ. Thì trước giờ chị vẫn bảo tính anh ấy gia trưởng, khô khan còn gì. Ừ, thì có thế thật, nhưng chị nghĩ dần dần rồi anh ấy cũng sửa. Ai dè, càng ngày càng chẳng có chút gì lãng mạn hết. Chị thấy mình sắp trở nên chai lì mất rồi. Eo ơi, chị cứ nói vậy là em chẳng dám lấy chồng nữa luôn á. Thế tối nay chị có đi lễ hội lồng đèn nữa không? Đi, đi chứ, kệ, cho ông ấy thấy. Đúng đó, chị đi đi, em cho vài anh bạn của em hộ tống, lo gì. Chị Thu. Ờ, à, vâng ạ, à. Chào anh. Trốn vào chỗ này làm em đi tìm mãi, em ra ngoài cổng đón anh bạn. À, đây là anh Toàn, anh ấy cùng quê với em. Đợt này anh ấy lên đây theo mấy dự án công trình. Chào em. Ờ, vâng, vâng, chào anh. Tình yêu của em gọi. À, hai anh chị đi dạo với nhau được không? Em... Được rồi, cứ đi với tình yêu đi. Có vẻ hợp rồi đó. Thế tranh thủ làm quen nhé. Em đi đây, chúc anh chị buổi tối vui vẻ. Thu có gia đình chưa? Dạ, em có gia đình rồi. Còn anh Toàn? Anh cũng vậy, vợ con anh ở quê. Lúc vừa gặp Thu, anh cứ tưởng Thu chưa có gia đình. Nhìn em trẻ quá. Nói em đừng cười, anh rất thích nhìn vẻ đẹp của em. Anh Toàn lại trêu em rồi. Chốc em gọi về hỏi mẹ xem có cần thêm gì cho bữa giỗ không nha. Em là phụ nữ, gọi hỏi chuyện tiện hơn. Dạ. Em đang làm gì đó? Có nhớ anh không? Anh nhớ em lắm. Mình gặp nhau nhé em. Ăn đi em. Anh yêu em thật lòng chứ? Đúng vậy, anh rất yêu em. Anh nói đi, đi đến giới hạn cuối cùng của tình yêu, chúng ta nhận được gì? Nếu giờ anh bỏ vợ, em bỏ chồng, mình có thể đến được với nhau không? Chẳng nhẽ mình cứ mãi như thế này? Chẳng phải mình cứ như thế này sẽ tốt hơn sao? Anh và em, chúng ta đều đã có gia đình rồi. Thôi, anh không phải giải thích gì nữa, em hiểu rồi. Nói mẹ nghe nào, bỗng dưng về với mẹ, mặt mày suy tư thế kia, chắc vợ chồng lại có chuyện gì nữa hả? Không, vợ chồng con không có chuyện gì, chỉ là...
Này, con tìm đâu ra một người vừa làm tròn trách nhiệm người chồng, người cha, lại cuồng nhiệt yêu đương và lãng mạn như một người tình không? Chồng con dẫu rằng có khô khan, nhưng nó yêu con cả đời, chăm sóc, lo lắng cuộc sống của con. Còn anh ta chỉ yêu con phút giây ngắn ngủi. Con tin anh ta sẵn sàng sống chết vì con ư? Đừng có tự làm khó mình như thế. Ngôi nhà hôn nhân, bước ra thì dễ, muốn về rất khó. Con hãy cẩn trọng từng bước đi. Con đúng là một người đàn bà không ra gì. Con gái à, lạc đường không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là không biết mình muốn đi đâu. Mẹ, con hiểu rồi. Con về đây ạ. À? Thôi chết, hình như muộn rồi. Hình như không có ai ở nhà. Thấy em ngủ ngon quá, hai bố con anh không nỡ đánh thức. Anh và con về nội trước nhé. Khi nào em dậy nhớ về luôn. Đúng mà, phải đi qua đêm tối mới thấy được sự rực rỡ của ánh dương. Hạnh phúc chẳng ở đâu xa, cớ sao cứ miệt mài đi đâu tìm kiếm. Thật giả, giả thật. May mắn lắm, hôm nay chúng ta mới có dịp được thưởng lãm bảo vật gia truyền nhà Phú Ông. Nghe nói đó là pho tượng bằng ngọc lục bảo, hiếm có vô cùng. Vậy hả? Đúng là dịp may hiếm có. Trước nay Phú Ông chẳng bao giờ tiết lộ về pho tượng gia bảo đó. Cảm ơn các vị đã bớt chút thời gian đến đây. Hôm nay, tôi xin mở tiệc trà mời các vị thưởng thức và chiêm ngưỡng bức tượng lục bảo có 102 để mở mang tầm mắt. Chắc nó phải đẹp lắm. Đương nhiên, có lẽ nó còn phát sáng nữa ấy chứ. Tôi rất lấy làm tiếc, hôm nay không thể để các vị chiêm ngưỡng bức lục bảo. Tôi quên mất là mấy hôm nay mưa, trời nồm ẩm thấp, ngọc đưa ra ngoài sẽ bị mờ, không được đổ bóng. Vậy xin các vị cứ tiếp tục thưởng trà, rồi để dịp tôi lại xin mời các vị đến nhà. Ôi, thì ra là vậy, thật tiếc quá. Thôi, để dịp khác cũng được. Thằng Nhân đâu, mau tiếp thêm trà. Vâng ạ. Chết rồi, mình ơi. Ông không tiếp khách vào đây có việc gì? Bức tượng lục bảo bị đánh cắp mất rồi. Trời ơi, mới hôm qua thôi, tôi còn đánh bóng lại cho nó, sao giờ lại không thấy? Tôi nào đâu có biết, vừa mở tủ ra đã không thấy đâu rồi. Bà mau gọi cho tất cả gia nhân, người ở lên đây. Tôi sẽ báo quan rồi loan báo khắp cả cái huyện này. Cái quân trộm cướp khó lòng mà thoát được bàn tay tôi. Bình tĩnh đã, ông đã vội nói tin tức bức tượng bị mất cho ai chưa? Chưa, vừa nãy sợ mất mặt nên tôi nào có hé răng nói câu nào với quan khách. Không thể để tin này loan đi được. Có thể nó sẽ tẩu tán trước khi mình bắt được, thì còn đâu tan chứng vật chứng. Ông cho gọi thằng Nhân vào đây, mình cưu mang nó từ nhỏ. Hơn nữa tôi biết tính thằng bé này, có thể tin cẩn được. Trời ơi, vậy ra, ông không cho khách xem là vì nó bị mất ư? Con mau chạy sang nhà cụ Án. Cụ ngày xưa hàng chục năm làm quan trốn quan trường, nay cụ ở ẩn nhưng còn nhiều mưu mẹo. Biết đâu cụ có thể cứu nguy cho nhà mình. Con dẫn cụ theo lối cửa sau, tuyệt đối không được cho ai biết, ngay cả gia nhân trong nhà. Dạ thưa bà, vâng ạ. Để có thể đột nhập vào nhà ông mà không để lại nhiều dấu vết, chắc chắn phải có tay trong. Hơn nữa chúng phải biết rất rõ giá trị của bức tượng mới liều mạng đến thế. Vâng ạ, đó là bức tượng có 102, là bảo vật dòng họ nhà tôi. Mong cụ giúp tôi tìm lại thì công ơn này đời đời tôi không dám quên. Có gì đâu, chỗ làng xóm láng giềng, được cái may là chưa có ai biết đến cái tin này. Tôi có kế này, biết đâu có thể tìm lại được bảo vật. Dạ con cảm ơn cụ, con xin phép y theo lời cụ mà làm. Thằng Nhân, mày loan tin khắp cả huyện,
mời hết khách của ông tuần sau đến phủ để hưởng ngoạn bức tượng. Ôi, ông ơi, lấy đâu ra đồ cho người ta coi, rồi người ta lại cười vào nhà mình. Bảo sao cứ làm vậy, không hỏi nhiều, nhớ là phải loan tin thật rộng rãi, càng mời nhiều khách càng tốt, nghe không? Thật, giả, giả thật. Có chuyện gì mà mày gọi tao đến gấp thế? Đã đem bán bức tượng chưa? Đã thử rồi, nhưng vẫn chưa tìm được mối bán giá cao. Mà sao suốt cả tuần qua, mọi chuyện em ru không thấy rùm beng lên? Trời ơi, may mà mày chưa đem bán, chúng ta lấy nhầm đồ giả rồi. Sao lại thế? Tao mới nghe thằng Nhân bảo là phú ông lại mời quan khách đến xem tượng. Thì ra bức tượng thật ở sau một lớp gỗ nữa ở trong cái tủ đó. Còn cái bức tượng này chỉ là hàng giả nhằm đánh lạc hướng kẻ nào muốn trộm nó. Không ngờ lão ta cao tay đến thế. Thảo nào suốt cả tuần mà không thấy lão ấy lên trình báo quan. Hóa ra đây là đồ vô giá trị à. Ném quách nó đi. Khoan đã, đã đến nước này không thể tay trắng được. Chắc chắn chúng đã đem giấu đồ thật ở chỗ khác. Mày mau đem thuốc mê đánh cả nhà nó để tao đi tìm chỗ tráo. Nhưng mà sợ phú ông có đề phòng. Tao ở nhà suốt, không thấy động tĩnh gì cả. Chắc vẫn đang hả hê vì lừa được bọn trộm cướp. Cứ yên tâm. Thấy rồi, hắn đã thay tận 5 lớp khóa. Mày mở đi. Đứng lại, lần này chạy đâu cho thoát. Thả chúng ta ra ngay, nếu không chiếc bình này sẽ vỡ tan. Cứ đập thoải mái. Thực ra bức tượng mà các ngươi lấy đi ban đầu mới là tượng thật. Không ngờ, chỉ một kế nhỏ mà các ngươi đã trúng kế. Thật nuôi ông tai áo bao nhiêu năm nay, ông Năm mà. Vậy ra... Bà nhà đây đã cho người làm một bức tượng giống hệt bức tượng cũ. Không ai làm lộ ra thông tin bình bị trộm. Ngược lại còn loan tin bức tượng lấy đi chỉ là của giả. Các người non gan nên đã không tin mình cầm trong tay là đồ thật, nên mới bị sa lưới thế này. Thì ra mở đến miệng mèo còn để bị tuột mất. Bỏ quýt dày đã có móng tay nhọn, các ngươi lần này phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Vụ án đúng là mưu trí hơn người. Chỉ một kế nhỏ thật giả, giả thật mà đã tìm được vật báo trở lại. Con đã hiểu. Con chào mẹ. Gì rồi hả con? Mẹ ơi nhìn này, điện thoại của con hỏng hết rồi. Hay là con cố dùng tạm? Đấy, nó có sao đâu, vẫn gọi đi, nhắn tin được mà. Nhưng nó xấu lắm, các bạn con ai cũng dùng điện thoại đẹp, còn chụp hình được, lên Facebook, lên mạng được. Thế mà giờ con vẫn dùng cái điện thoại xấu xí đầy thương tích này. Thôi được rồi, để mẹ tính. Cảm ơn mẹ nhiều ạ. Chị hái rau đi chợ đấy à. Rảnh thì mai giúp tôi bộ quần áo nhé. Vâng, chị vào nhà để tôi lấy số đo. Chị có tiền cho tôi vay một ít. Tôi có việc gấp lắm. Vâng, mà có chuyện gì gấp vậy chị? À, tôi mua cho cháu Dung cái điện thoại mới. Cái cũ hỏng mất rồi. Chị chiều nó quá đấy. Cái gì đòi cũng được không tốt đâu. Cháu nó thiệt thòi từ nhỏ, mất cha quá sớm. Thôi thì tất cả là vì con cô à. Đây chị này, cảm ơn cô, tôi sẽ thu xếp trả cô sớm. Có kết quả thi đại học rồi mẹ à, con đỗ rồi. Ôi, con gái tôi giỏi quá, mẹ mừng lắm. Mẹ ơi, con à, có khi con không đi học đâu. Nhà mình lấy đâu tiền để con học đại học chứ? Không được, con nhất định phải đi học. Mẹ sẽ không để con thiếu thốn gì, con cứ yên tâm. Dạ. Mẹ thật là tâm lý, tháng này còn gửi nhiều hơn cả tháng trước nữa. Qua khu chợ này là đến nhà rồi, chắc giờ mẹ đang chờ bọn mình ở nhà đó. Mua cua đồng đi ạ, cua tôi mới bắt còn tươi lắm.
Mẹ, sao mẹ ở đây? Con tưởng... Dạ, cháu chào bác. À, mẹ tranh thủ đi bắt ít cua để kiếm thêm ít tiền. Con với bạn về nhà trước đi, lát mẹ về. Mẹ, mẹ đừng buôn bán mấy thứ này nữa. Không làm thế, lấy đâu tiền cho con ăn học? Nhưng con xấu hổ lắm, mẹ biết không? Con xấu hổ? Từ giờ, con sẽ không nhận tiền của mẹ nữa. Dung, kìa Dung à! Ôi trời ơi! Từ ngày vào làm, cô đã làm vỡ bao nhiêu bát đĩa của tôi rồi hả? Người đâu mà vụng về thế? Ờ, cháu... Cô bảo là con nông dân chân lắm tay bùn mà tôi chả tin được. Ai đợi đến việc rửa bát còn lóng ngóng. Hey, thôi, tiền bát vỡ, tôi trừ vào tiền lương coi như hết. Hôm nay con nghỉ việc luôn đi. Chị ơi, chị có thể cho em xin mấy đồng? Từ sáng đến giờ em chưa có gì bỏ vào bụng cả. Chị không có tiền, em ăn tạm vậy. Mẹ ơi, mẹ ăn đi. Con, mấy tuần qua con chuyển nhà đến đâu mà mẹ tìm mãi chẳng được. Mẹ, con xin mẹ tha thứ cho con. Con đã không phải với mẹ. Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Bây giờ con mới hiểu được kiếm được đồng tiền nuôi con vất vả như thế nào. Ấy vậy mà con đã lấy làm xấu hổ. Con hư đốn quá, bất hiếu quá. Mẹ ơi. Thôi mà con, con hiểu được vậy là mẹ mừng rồi. Ở đời này, kiếm tiền bằng sức lao động, bằng những việc làm chính đáng thì có gì xấu hổ hả con? Mẹ chỉ buồn là chưa làm được cho con bằng bạn bằng bè. Không, mẹ đã vất vả cho con quá nhiều rồi. Con không mong gì hơn đâu. Bú rình. Trời ơi, chú Huy. Cảm ơn chú. Hôm nay không có chú thì mẹ con tôi nguy rồi. Mẹ con chị không sao là tốt rồi. Ờ, nín đi con. Nín đi ba thương nè. Khổ thân anh Huy, gà trống nuôi con. Ai, vợ mất sớm, một mình xoay sở sao với thằng bé 3 tháng tuổi cơ chứ. Khổ, thằng bé lại khát sữa rồi. Chú Huy, mang cháu sang đây, tôi cho bú cho. Bú với mớm gì mà giờ này, đi vào trong nhà, chuẩn bị cho tôi hộp cơm, mang đi ăn trưa mau lên. Thằng bé chắc khát sữa lắm rồi. Rõ khổ, mới có 3 tháng tuổi mà đã mất mẹ. Hay là anh sang bên nhà chú Huy, bảo chú ấy bế con sang đây cho em cho bú. Cái mít nhà mình nó bú cũng không hết. Vớ vẩn, sao mà bú chung được? Bú để cho lây bệnh sang con mình đó. Nào, nín đi con, nín đi. Chắc cũng phải một tiếng nữa bố cái mít mới về. Chú Huy, chị gọi tôi ạ. Chú mang thằng bé sang đây tôi cho bú. Nhà tôi chắc là 1-2 tiếng nữa mới về. Nhanh lên chú, tranh thủ cái mít nhà tôi đang ngủ. Ừ, cảm ơn chị. Nhưng trời ơi, thằng bé khát khô cả cổ họng rồi kìa. Chú mau bế nó ra đây kẻo tội nghiệp cháu. Vâng, đành nhờ chị vậy. Từ giờ cứ tầm này, anh mang cháu sang đây tôi cho bú nhé. Để cháu nó khát sữa mà tội nghiệp ra. Tôi có con nhỏ tôi hiểu mà. Dạ, cảm ơn chị. Nào, cu tủn ra với ba nào. Nào, ra với ba nào con trai. Ba yêu. Ờ, dạ, anh đã đi làm về rồi ạ. Nào, cu tủn đã chào bác Nam chưa? Bú tí chung với em Mít. Nhớ sau này không được bắt nạt em nghe chưa?
Cảm ơn chị nhé. Em xin phép cho cháu về ngủ ạ. À. Chào hai bố con nhé. Đã bảo là không được cho bú rồi. Người dân chứ nào có phải anh em họ hàng ruột thịt gì đâu cơ chứ. Phải, người dân nhưng mà mình có nhớ cách đây 2 tháng. Nếu không có chú Huy thì hai mẹ con đã nguy rồi không? Chú ấy là người sống tình nghĩa và tốt bụng. Hơn nữa thằng bé bây giờ như con nai tơ bơ bãi. Nhưng không chừng mai nó lớn lên thành đạt. Sông có khúc, người có lúc mình à. Cũng biết đâu mai này mình với nó lại gặp nhau, cùng ngồi trên chiếu đường đời. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.